Thưa quý vị, thuốc kích dục một loại chất đang gây xôn xao xã hội khi đã có nhiều thông tin về nhiều vụ án mà kẻ xấu sử dụng để khống chế phụ nữ nhằm thực hiện hành vi đồi bại. Chính vì thế mà nhiều phụ nữ, các bậc phụ huynh cũng rất lo lắng cho mình và cho con em trước các mối quan hệ xã hội hàng ngày. Điều đáng nói là việc mua bán các loại thuốc kích dục này rất dễ dàng và công khai. Trong vai người mua, phóng viên đã dễ dàng mua được những loại chất được giao trên mạng Internet là kích dục này. Có hơn 1.310.000 kết quả trên mạng Internet liên quan đến thuốc kích dục. Bên cạnh những thông tin về tác hại thì quá nửa là quảng cáo để bán. Chúng tôi đã liên lạc với một trong rất nhiều địa chỉ này. Alo. Dạ, mới gọi cho mình ạ. Mình mới gọi, mình muốn lấy thêm hàng cái chỗ mà thuốc tăng cường ham muốn cho chị em mà. Dạ, anh ở đâu rồi ạ? Ở quận 3. Dạ, anh biết giá chưa anh? Hàng mình có đảm bảo không? Hàng của mình còn tem đủ đảm bảo cho anh. Để gì vô, để nhiều vô mà mình nhiều loại không có tác dụng cũng vậy. Thế ở đây mình có mấy loại? Anh muốn loại nào anh? Loại nước không ăn mua rồi anh xin cho mấy loại gì? Loại nước bình thường thôi. Thế hàng của mình giá khoảng bao nhiêu? Hàng của Mỹ thì bây giờ nó có rất là nhiều loại lắm. Có loại 450, có loại 550. Ở đây là mình tới mình lấy hàng hay là mình hẹn ở đâu mình giao nhỉ? Anh muốn thì em cho anh cho người giao cho anh. Một cuộc mua bán nghe có vẻ rất dễ dàng. Thuốc kích dục thì bán công khai trên mạng, nhưng đằng sau đó là những nạn nhân, những bi kịch và cả tội lỗi. Bây giờ chúng tôi sẽ đi để xem cuộc mua bán này diễn ra dễ dàng như thế nào. Đường 3 tháng 2, đúng hẹn, người bán thuốc kích dục đã tới. Trong cốp xe máy một túi ni lông chứa đủ loại: thuốc kích dục kẹo sinh gum, thuốc nước, thuốc bột, thuốc của Mỹ, của Pháp, của Trung Quốc. Người bán đã quảng cáo như vậy, còn thực tế thì chẳng ai kiểm duyệt. Đa dạng về chủng loại thì cũng đa dạng về giá, từ 200.000 đến hơn 1 triệu đồng. Tất cả nhằm thỏa mãn người mua và thực hiện bằng được mục đích xấu. Với những vụ mua bán công khai thế này, nhiều bậc làm cha làm mẹ không khỏi lo lắng. Chị đã biết cái thông tin về thuốc kích dục bán tràn lan trên thị trường chưa? Chị có nghe rồi. Vậy thì mình có cái dặn con cái gì trong cái việc mà quan hệ ngoài xã hội không? Thì cũng có dặn nhưng mà cũng phải quản lý bé một tí. Cũng có lo lắng rồi, coi cũng mong nhà rồi, chức trách á, coi như là cũng phải quản lý cho chặt chẽ một tí. Nói chung thì tôi cũng có lo lắng, nhưng mà chủ yếu á, là mình phải giáo dục con em mình á, mỗi ngày mình mỗi nói chuyện với nó. Nói là coi như là nó phải cẩn thận với những cái người xấu, người lạ hoặc là bạn bè mà lâu ngày không gặp lại. Nói chung là cảnh giác mọi vấn đề mình phải nói chuyện với lại con em mình trước. Mua được một lọ thuốc được cho là có tác dụng kích dục, nhưng chỉ có kẻ xấu mới dám sử dụng, bởi không ai kiểm chứng nó là thuốc gì, có tác dụng thế nào với cơ thể. Đã có nhiều nạn nhân phải nhập viện vì biến chứng của thuốc, kẻ xấu bị phạt tù. Nhưng xem ra, lợi nhuận của việc kinh doanh dễ dàng, cộng với sự lệch lạc đến bệnh hoạn của một bộ phận người trong xã hội, nên mua bán thuốc kích dục vẫn diễn ra ở nhiều nơi, theo kiểu đâu có cầu thì đó có cung.